Ngay cả khi dịch bệnh chưa lây lan rộng, thì dạo qua một vòng các phố sách như thế này cũng không còn gặp nhiều bạn đọc đi tìm kiếm sách trực tiếp tại các nhà sách nữa. Trong cái điều kiện phát triển của công nghệ thông tin bây giờ đấy, 4.0, 5.0 bây giờ là người ta có nhiều người cái guồng lao động bây giờ người ta làm thế nào? Các nhà xuất bản phải nghĩ gì để mà cải tiến để cho bạn đọc có thể là người ta không đọc được cả cuốn sách nhưng mà người ta vẫn có thể nắm được những cái nội dung cơ bản của sách, thì cái đấy mới là cái vì có những bộ nhiều bộ sách hay nó dày lắm thì không có điều kiện được. Cuộc sống bận rộn cộng thêm dịch bệnh lây lan rộng khắp khiến cho nhiều nhà xuất bản, nhà phát hành sách nhận ra rằng việc giới thiệu sách theo cách thức truyền thống đang gặp vô vàn khó khăn. Chuyển đổi số không còn là câu chuyện lựa chọn hay không nữa, mà là câu chuyện của sự tồn tại. Với 59 nhà xuất bản bây giờ ấy, thì hiện tại bây giờ là cũng được khoảng hơn 10 nhà xuất bản được cấp phép về xuất bản điện tử. Nhưng đương nhiên là mỗi một nhà thì có một cái thúc đẩy cái việc xuất bản điện tử khác nhau. Còn lại những cái nhà, các nhà khác thì cũng đã, theo tôi được biết thì cũng đã bắt đầu là manh nhai trong cái việc là tự xây dựng cho mình hệ thống hoặc là kết hợp với những cái đơn vị mà đã có hệ thống rồi để thúc đẩy cái việc phát triển xuất bản điện tử. Là một trong những đơn vị đầu tiên được cấp phép về xuất bản điện tử và đến nay đang sở hữu hàng trăm đầu sách điện tử được xuất bản từ thể loại lật đơn giản như sách truyền thống đến sách tương tác, sách 3D hay gần đây nhất là sách nói. Nhà xuất bản thông tin và truyền thông đến nay được xem là một trong những nhà xuất bản đi đầu trong chuyển đổi số, trong hoạt động xuất bản trong nước. Không chỉ trong khâu xuất bản, nhà xuất bản này cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu phát hành với một hệ thống giao dịch sách uy tín. Từ 2020 đến giờ, 2020-2021, thì cái địa chỉ sàn thương mại điện tử Book365 ấy, thì chắc các bạn biết thì đã được Bộ Thông tin Truyền thông chỉ định là cái đơn vị tổ chức hội sách và một số các sự kiện như triển lãm đến thời điểm bây giờ. Và cái sàn đó bản chất nó là cái chuyển đổi số cho hoạt động phát hành. Nó tích hợp là cái mô hình sàn cho tích hợp là cái nơi hội tụ cho tất cả các đơn vị phát hành tham gia. Tương tác trực tiếp từ cái việc chủ động tạo cái trên cái hệ thống đó, chủ động tạo cái ra được tạo một cái gian hàng riêng cho mình, tự cung cấp giới thiệu sản phẩm trên đó và tương tác trực tiếp với độc giả. Thực tế cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản đã được các đơn vị xuất bản thực hiện từ nhiều năm nay, bắt đầu từ việc số hóa dữ liệu, số hóa khâu bán hàng. Đi sâu hơn, nhiều nhà xuất bản đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động xuất bản kinh doanh. Hiện nay mặc dù sách truyền thống vẫn là chính, với cơ cấu chủ yếu là sách truyền thống, hiện thì có mỗi năm khoảng hơn 30.000 đầu sách, trong đó sách điện tử chỉ khoảng 2.000 đầu, là con số rất còn ít. Thế nhưng mà cái việc là mua bán trên sàn thương mại điện tử thì lại hiện nay là chiếm một cái tỷ lệ tương đối lớn, mà đặc biệt trong cái dịch Covid vừa rồi thì chiếm trên 60, thậm chí có những lúc lên đến 90%. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia, để đạt được mức độ chuyển đổi số mạnh mẽ như các nhà xuất bản trên các thị trường sách quốc tế, các nhà xuất bản trong nước còn nhiều việc phải làm bởi câu chuyện chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở số hóa dữ liệu, xuất bản điện tử, phát hành số. Hầu hết các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách đang tự rào dẫm từng bước đi riêng lẻ. Trong khi nguồn lực của các nhà xuất bản trong nước còn hạn chế, thì một chiến lược chuyển đổi số bài bản cho ngành xuất bản trong nước sẽ có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo động lực cho quá trình chuyển đổi này.